Ngày 20 tháng 5 vừa qua tại tỉnh Long An, một con chó dòng Pitbull nặng khoảng 60kg đã bất ngờ tấn công chủ và bạn của chủ, khiến người chủ bị thương nặng, người còn lại chết tại chỗ. Mới đây nhất, ngày 26 tháng 5 vừa qua ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hai cha con khi đang đi xe máy trên đường thì bất ngờ bị một con chó Pitbull sổng chuồng lao ra cắn phải nhập viện. Khi nhập viện, vết thương của cháu bé có dấu hiệu nhiễm trùng, các bác sĩ phải thực hiện cắt lọc vết thương. Bé bị té xuống dưới đất là nó nhào tới nó cắn bé, xong rồi ba của bé thì mới lấy hai bàn tay bạch cái miệng con chó ra, xong rồi mới bị chó cắn là bị đứt cái ngón tay. Theo các bác sĩ, với hàm răng khỏe và sắc nhọn, những trường hợp bị chó Pitbull cắn thường để lại hậu quả rất lớn, nặng thì tử vong, nhẹ thì thương tích, thương tật. Nguy cơ ở đây là cái nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử nếu mà mình không xử trí đúng phác đồ. Trên thế giới, hiện có rất nhiều quốc gia đã cấm nuôi chó Pitbull, giống chó đứng đầu trong danh sách 10 giống chó nguy hiểm nhất đối với con người, theo Inside Dogs World. Mặc dù rất nguy hiểm, thế nhưng ở Việt Nam, phong trào nuôi chó ngoại lai như Pitbull, Bẹt Rê, Ngao Tây Tạng vẫn phát triển. Trong khi đó, việc tuân thủ các quy định về rọ mõm, xích chó, chăn dắt theo luật thì dường như bị bỏ quên. Điều này tiềm ẩn rất nhiều mối nguy cho cộng đồng,